Hello các bác, lại tiếp tục. Hôm nay em lên một cái siêu phẩm cho anh trai, đó chính là chất liệu gỗ bách xanh Mộc Châu hàng chớp. Đấy, đây là hàng chớp các bác ạ. Em đã tiện xong một số vòng chớp cho anh trai đó. Và nhân tiện trong cái video này, em cũng so sánh giữa vòng bách xanh Mộc Châu chớp với vòng nu cẩm, thì mọi người xem cái nào đẹp thì đánh giá và bình luận cho em, comment bên dưới các bác nhá. Thì đầu tiên vào video cũng như thường lệ thì em giới thiệu một số sản phẩm mới, và mọi người thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhá. Tiếp tục chủ đề là so sánh giữa vòng bách xanh Mộc Châu chớp và nu cẩm, thì em sẽ lấy cận cảnh hai chiếc vòng cho các bác nhìn nhá. Thì đây nó là một vòng nu cẩm 20 ly. Thì một số anh em cũng khá là bị nhầm lẫn giữa nu cẩm chỉ và nu cẩm Tây Bắc các bác nhé. Đây nó là nu cẩm Tây Bắc. Và cái hàng này cực kỳ quý hiếm. Không phải dễ gì mà kiếm được cái dòng gỗ mà nu cẩm Tây Bắc như thế này đâu. Mọi người nhìn kỹ cái vân của nó này. Cái chất nu của nó cực đẹp luôn. Và đặc biệt những cái hàng này bên cơ sở em là để mộc tự nhiên nhé. Đấy, để mộc tự nhiên. Thì mọi người xem này, chiếc nu cẩm này khá là đẹp. Và em có chiếc thứ hai nữa là chiếc này. Chiếc này thì em đã lên bóng rồi, theo yêu cầu của anh trai em đã lên bóng rồi. Đấy. Thì chiếc này màu nó đậm hơn một chút. Còn chiếc này nó màu nó hơi xanh xanh, kiểu long loang hơn một chút, nhưng mà dạng như kiểu đột biến ấy. Nhìn nó cực đẹp, mọi người nhìn kỹ cái mắt của nó này. Đấy, cực đẹp luôn. Và cái dòng gỗ này thì không phải là dòng gỗ thơm các bác nhé. Nó là dòng gỗ độc đáo và hiếm. Đấy, nhìn cái màu nó khá là giống đá. Và cái chất nu của nó nhìn thì khá là đẹp. Mọi người nhìn này, như đá luôn. Thực sự là rất giống đá. Đấy, nhưng mà thực chất nó là nu các bác nhé. Gỗ, nu đá, nu chứ không phải là đá đâu. Đấy. Và cái thứ hai em cho các bác xem đó chính là bách xanh Mộc Châu chớp. Thì đây là cái vòng 20 ly và hàng chớp. Thì nếu mà để so sánh, đây là dòng gỗ thơm nhá. Đấy. Nhưng nếu mà để so sánh hai cái dòng gỗ này lại với nhau thì theo các bác cảm nhận thì cái dòng gỗ nào đẹp? Đấy, mọi người em để sát cho các bác so sánh nhá. Thì theo các bác gỗ nào đẹp? Em vẫn thấy thằng nu cẩm này khá là đẹp, cực đẹp luôn, nhìn nó đúng là đẳng cấp. Chơi vân thì chơi nu cẩm nó vẫn hay hơn các bác ạ. Còn chơi mà cái mùi thơm hoặc là cái gì đó gọi là truyền thống thì có thể chúng ta lựa chọn một cái vòng ổn định hơn, ổn định về cái tên tuổi, về cái chất gỗ. Thì cái dòng gỗ bách xanh Mộc Châu hàng chớp này thì nó cũng có từ xưa đến giờ. Đấy, thì nhưng mà tùy mỗi người một sở thích, mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau, mỗi người một cái phong thủy khác nhau. Thì trong hai cái loại gỗ này thì theo cảm nhận cá nhân riêng em, cái dòng bách xanh Mộc Châu chớp này nó cũng cái mùi thơm đặc trưng. Đấy, chủ yếu nó thiên về thơm. Và chúng ta bảo quản, chúng ta phải bảo quản kỹ hơn là cái dòng nu cẩm Tây Bắc này. Hàng nu cẩm này thì chúng ta bảo quản tốt hơn, tại vì là nó không phải dòng gỗ thơm. Thì nhà chúng ta đeo nước thoải mái các bác nhé. Đấy, các bác nhìn kỹ cái vân của nó này. Phải nói là nếu mà nhìn ngoài đời thì em đảm bảo là đỉnh của chóp. Cái này dành cho anh em mình sưu tầm thì khá là ok, cực đẹp luôn. Đấy, đây đều là 20 ly nhá. Thì trong cái video này em có thể so sánh sơ cho các bác biết được, nhận thức được cái nu cẩm nó như thế nào. Đấy, mọi người nhìn này, đeo trên tay ra làm sao. Thì tay em thì em hơi nhỏ. Thực chất là cái này phải anh nạp khoảng cỡ 90 cân, 80 cân đổ lên thì đeo nó mới đẹp được. Chứ em tầm 70 cân thì đeo cảm thấy nó hơi to. Đấy, thành ra là khi chúng ta lựa chọn một chiếc vòng đi mua thì chúng ta nên cân nhắc cái số size và mình nặng khoảng bao nhiêu kg thì chúng ta sẽ đeo vòng nó tương ứng các bác nhé. Đấy, các bác cứ hỏi em trực tiếp, không ngại ngần gì cả. Số điện thoại em đã ghi trên màn hình sẵn rồi. Đấy, và cái dòng gỗ ấy, cái này gần thành nu các bác nhìn. Các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn này. Chiếc này khá đẹp. Bác nào kết thì chốt ngay nhé. Chiếc này có đúng chiếc này. Để em biết được, em để lại. Đấy, ok. Thì hôm nay là cái video so sánh. Thì các bác thấy hay hoặc là nó có mang ý nghĩa cho chúng ta khi chúng ta đi mua vòng
thì cứ hãy ấn đăng ký kênh để chúng ta biết được thêm những chi tiết mới và biết được thêm những cái thông tin về cái loại gỗ đó khi chúng ta đi mua, thì chúng ta không bị nhầm lẫn các bác nhé. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.